Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu một cái bình hoa để chúng ta trưng căn nhà cho nó đẹp đấy. Đó là một bình hoa như thế này ạ. Các bạn hãy cùng với mình tô màu bức tranh này nhé.
Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.